Ôi, mẹ mình á, mới đi công tác phải mua cho mình một chó đẹp chưa? Bao nhiêu là chó, một chó mẹ mà ha, ba là chó con hiện xinh chưa và to chưa? Thì ra là đây là trò chơi, chó kéo xe. Ôi, nhưng mà chó này dễ thương lắm, mình không muốn bóc con ra tí nào. Mất ra. Ờ, siêu nhân, sao lúc nào thì có đồ chơi mới em cũng sang đúng lúc thế nhở? Em nhìn này. To thế. To không? Muốn mua đấy, nhưng mà chị tiếc lắm, chị chả muốn tháo các bạn đi ra. Thế làm gì có cái gì để mà chơi? Hay là chị em mình tháo chơi nhá. Nhưng mà em phải hứa với chị nhá, là em phải nhẹ nhàng thôi đấy. Không ơi, chị thương các bạn chó của chị lắm. Em nhìn xem, các bạn này là dễ thương cực kỳ luôn. Chị có bác không? Chị có, chị bác nhá. Nhà Su có bộ chó như này không? Không, em chỉ có một con chó thôi. Thế à, có đáng yêu không? Có đáng yêu như bộ chó của chị không? Có. Thế quá à? Thấy chưa, siêu nhân thấy chưa? Ui, con chó này đáng yêu đâu, cái bộ mặt nhăn nhó trên này. Ui, bạn này cũng đáng yêu này em này. Đây là chó đốm ấy. Chó đốm ấy. Thằng chó này cũng ngủ này. Đấy, bạn chó này cũng ngủ. Chị em mình thì mất. Chị ơi, nhân này ở đây mà. Chị bỏ bạn chó mẹ ra. Wow, Su nhìn này. Ôi, bạn chó mẹ này. Ôi, đáng yêu nhô. Thì chị bỏ bạn chó con ra nhá. Một đàn tàu luôn. Đàn tàu chó con luôn. Ôi xui, nhưng mà chị thích bạn này quá. Em cũng thích này. Ôi, bạn ấy yêu cho nhau, cũng một của bạn ấy nho cho này. Nó chết nhờ. Đấy, bảo sao mà chị cất bao nhiêu ngày chị có chơi đâu. Chị đợi siêu nhân sang chơi cùng chị đây. Chị đẹp không? Su, ra Su cắm một chó này vào đây cho chị. Dạ. Để chị xem cái bạn này bạn cắm vào đâu nhỉ. Bạn đàn nhiều á. Mỗi bạn có một cái lồng nhỉ? Cắm ở đâu nhỉ? Đây ạ? À? Nó bị nổ nè. Ui, các bạn chó đáng yêu chưa? Su ơi, chị thích nhất bạn chó này. Em cũng thế. Thế à? Ui, yeah, chị chặt các bạn. Có chặt đâu? Đây chị giúp nè. Dạ. Yeah. Dạ yeah, rồi. Xong rồi nắp ở đâu nhỉ? Đây. À, đây lắp vào đây rồi. À, chị cho bạn ấy chạy cái xe nhá. Thôi, cuốn ơi. Xin chào tất cả các bạn xem.
mình và subscribe cho mình nhé.